Nếu bạn vẫn nghĩ đạo trích chơi là để vui chứ không phải để thắng thì bạn nhầm rồi. Đạo trích không phế, bạn mới phế. Bằng chứng là đây, mình sẽ cho các bạn thấy mình chơi đạo trích đỉnh như thế nào. Chuỗi thắng xoay bài với 4 tướng 5 vàng 3 sao đẳng cấp VIP Pro. Xem lại còn tí ngất. Đây rồi, hộp quà xanh đầu tiên đã mang đến cho mình hai thành viên của đội đào hầm. Nice. Lúc này còn chưa kịp phân vân xem là có nên chơi hay không thì kêu đã say hello và hỏi chần chừ gì nữa. Ở ba đạo trích ở round 1.3 không chơi thiên hạ nó chửi đấy. Ngay sau đấy thì mình có thêm một chiếc giáp và một chiếc cung từ ra quái. Bây giờ tới vòng chọn lõi công nghệ đầu tiên, vì đã có khá là nhiều tướng giạt sau rồi nên là mình lấy thêm hai cái cọc để vi nương tựa. Chứ đơn côi hàng trên như thế này thì mình không yên tâm làm sao mà đào hầm sâu được. Ôi dồi, thấy không, nước chảy chỗ trũng rồi, cá kêu hai và Lucian hai luôn chứ. Thế này thì mình sẽ phải up 4 ngay vào tối ưu đồ bằng cách là lắp giao điện để giữ chuỗi thắng. Kế hoạch bây giờ sẽ là đánh chuỗi thắng lâu nhất có thể, sau đấy thì đánh chuỗi thua để nổ hũ và comeback. Check một lượt các đội hình của hàng xóm thì mình tự tin là ít nhất mình cũng có win trick 5 trước round người đá. Đối thủ đầu tiên với hai đấu sĩ trong đấy thì có Blitz 2 sao khá là trâu. Tuy nhiên là đam phía sau làm gì có mà đòi thắng mình. Round này mình xin nhá. Nhà thứ hai này thì có Wukong 2 sao và có hai cọc giống mình. Trông thì cũng kinh đấy nhưng mà mình vẫn ngon hơn bởi vì là mình tối ưu đồ rồi của bạn thì chưa. Thế là mình lại thắng à? Nhà thứ ba mình gặp thì dễ quá. Người ấy chọn lõi số 2 ma thuật nhưng mà các tướng không kết hợp với nhau, còn giàn tanh thì khá là mỏng. Vòng đi chợ thứ hai mình bế được Vi cầm hai mảnh đai máu để tối ưu giáp lửa và hy vọng là Vi sẽ sớm lên 2. Kế tiếp thì mình up 5 và cho Fiora vào để tăng sức tấn công cho kêu. Úi giời ơi, ước gì được nấy. Vi lên 2 sao và mình xin cái chuỗi 5 như đã hứa. Không bốc phép tí nào. Lúc này thì cũng được cái hũ 1 rồi, máu thì vẫn 100. Chả có lý do gì mà mình lại không đào tiếp. Giờ thì đánh người đá, người đá cho mình một con Fiora và ngay sau đó thì cửa hàng xuất hiện thêm hai con Fiora nữa. Quá tuyệt vời, Fiora 2 và 50 tiền tròn chỉnh. Chuỗi thằng 6 quá dễ vì nhà ông này không có cửa với mình. Đến vòng chọn lõi công nghệ thứ hai đây, toàn lõi tướng 2 tiền, 3 tiền nên là mình roll một tí để tìm view tập chịu đòn. Tầm này thì up 6 lẹ rồi thêm tướng để giữ chuỗi chứ còn gì nữa. Chuỗi 7 nè. Chuỗi 8 nè. Đi chợ còn có mấy thứ cho mình nhặt thôi nhưng mà không sao. Ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được là đúng rồi. Nhặt cái giáp về mình up 7 luôn. Bỏ thêm revenge cho hàng tanh cứng cứng rồi còn lấy chuỗi 10 trước round sói này chứ. Wow. Bầy sói cho mình một kéo choàng, một cái kiếm và một giọt nước mắt nữa. Mình lắp luôn thú tượng cho Vi, kiếm súng và blue cho Lucian để tới Udo. Sau đấy thì lên 8 luôn, giữ win trick để chậm chệ ngồi top 1 lobby vì mình xứng đáng. Nhà này gần 5 thần đồng thì lấy đâu ra đam mà đòi đục từ hàng thủ của mình. Một chiếc hàng thủ gần full 2 sao, dày như cái bản mặt của bạn khi đi tán crush vậy. Cái... đoạn này chọn lõi bạc mình lấy sức sống mới để tăng thêm sức phòng thủ. Với cả bò cũng lên 2 rồi nên là mình yên tâm eco lên 9 thôi. Nhà này thì đen, gặp mình đấm cho cái tí hấp hối. Còn nhà đao phủ này thì đã 3 sao ở 4.3. Thế nhưng mà có mỗi cái huyết kiếm thì làm sao mà hạ gục được hàng thủ của mình. Lần đi chợ này thì mình lấy được một cung và một món đồ on. Ezio tối thượng tự ra, mình cho nó ra sân luôn. Đồ on khó chọn quá nên là mình đảo một vòng rồi quyết định là lấy bàn tay hỏa tiễn. Rồng thần được hạ gục rồi, mình có thêm một gậy, một đai và mình lấy thêm một cái đai nữa. Lắp luôn giáp máu cho Vi, cuồng đao cho Ezio và sau đó thì mình bán Lucian để lấy huyết kiếm cho Ezio, bàn tay hỏa tiễn cho Fiora. Nói chung là mình điều chỉnh lại đồ đạc một xíu rồi. Gặp lại nhà Gna thần đồng nhưng mà lúc này thì đã không còn thiếu nhi nữa rồi. Team mình khá là vất vả để hạ gục team bạn. Ezio gồng credit lên mới giữ được chuỗi 16. Đấy, niềm tin đặt đúng chỗ là thế đấy. Tới 5.2 thì mình lên 9 và roll mạnh. Có tiền là có tất. Ugot lên 2 và Ezio cũng không có lý do gì mà không lên 2 nốt. Tầm này đội hình của mình trông uy tín hẳn, sẵn sàng chiến đấu rồi đấy. Nhưng mà các bạn ạ, giờ như mơ. Sau rất là nhiều nỗ lực xả tiền roll 9 thì mình gặp thằng đao phụ nhảy lo cò đây. Nó khỏe vờ lờ, nó đấm mình không trượt phát nào. Mình đau đớn, mình gục ngã. Còn gì khốn nạn hơn khi mà bị sút một phát từ trên đỉnh vinh quang xuống đâu. Mất mẹ nó chuỗi 16 cái chí nhờ. Nhưng mà không sao, mất chuỗi chứ đã thua đấy đâu. Mình đi chợ lấy A Chốc cầm thông đạo về để nó lên 2.
mình sẽ tiếp tục eco tiền cho kế hoạch 5 tiền 3 sao hành hạ cái lúc bi này. Mày ra sau đó Ugot hack cho mình quá trời quá đất vàng với đồ luôn. Tới nhà này thì mình thua. Giờ người ấy đã có Gna 3 sao 3 đồ chuẩn. Mạnh mẽ quá. Nhưng mà nhờ vậy thì mình đã có được khúc 4. Đánh quái Morgana bảo cho mình một cái đồ on. Mình chọn vô cực để bổ sung đam cho Ezreal và tiếp tục roll bằng lợi tức thôi. Tới 6.3 thì mình đã có hũ 5 6/10. Mình quyết định là roll thêm kêu để bỏ vào cho đủ 4 đạo trích, đủ để thua một round nổ hũ. Và sai thế đích nào được, bé Gna này đã đấm mình vỡ mồm. Kinh thật quá mạnh. Mà đi chợ định làm tí Ugot mà người anh em này nhanh quá. Thôi mình lấy Gna vậy. Và thời khắc ấy đã tới. Mùa xuân hoa nở là vì nổ hũ 6 có 148 vàng. Quá đã. Nhưng mà không được quên xoay bài. Mình phải rất nhanh tay để bán hết tướng ít tiền và thay bằng các tướng 5 tiền vào sân. Roll rất nhanh rất nhiều. Phải nhanh hơn cả người yêu cũ của bạn trở mặt. Tầm này tỷ lệ roll lý tưởng quá nên là mình bắt được khá là nhiều Ezreal, Gna, Ugot và Fiddle. Cứ thế roll, bắt. Và ui dồi ôi, Ezreal lên 3. Nhưng mà mình sẽ cho ra hàng chờ để có roll tiếp. Trước khi gặp cô khổng lồ xanh là mình đã có Ezreal 3, 5 Ugot, 6 Gna, 7 Fiddle. Mình biết là hai bạn có lẽ đang khóc rồi nhưng mà cứ từ từ các bạn còn phải trả cái giá đau hơn rất là nhiều. Còn 28 máu thôi đến lúc mình xả tiền rồi. Sau rau quái mình cạn tiền khô máu. Và cuối cùng thì mình cũng đã bắt đủ 9 con Gna. Úi dồi ôi, chú Gna mạnh mẽ hồi ấy giờ mới chỉ vì một cơn lốc xoáy của Gna mà đã gục ngã rồi. Thế là cuộc chơi còn có hai người nhưng mà ơ kìa, Fiddle lại lên 3. Có gì nữa không Ronot nè. Ugot, ôi dồi, chiếc Ugot thứ 9 xuất hiện khi mà mình không còn một đồng nào cả. Nhưng mà không sao, Gna được chơi rồi thì bỏ. Cái kết thì các bạn thấy đấy, mình chả nói nhiều đâu.